Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 311, tin tưởng. Khi Trần Giỏ Ẩn viễn ra khỏi cửa, Tiểu Tiêu Thị cười nói. Nghe lời này giống như ông ấy không quan tâm gì nhưng kỳ thực ông ấy quan tâm đến con hơn bất kỳ ai. Nói xong bà đưa bùa bình an cho lẫm di, mới cầu đấy, con đặt ở đầu giường. Lâm Di mỉm cười đồng ý. Tiểu tiêu thị nói, ngoại trừ những thứ nhà chúng ta đưa cho, bùa bình an người ngoài cầu cho tuyệt đối đừng có nhận. Tôn thất doanh đưa đến hai cái, nàng để cung ma ma nhận lấy. Mặc dù nàng không tin những thứ này, nhưng lúc này chuẩn bị kỹ cũng tốt. Lâm Di quay người đỡ lão phu nhân chi trường, lão phu nhân chi trường xua tay, hiện tại ta còn cứng cáp hơn con nữa. Hai người nhìn nhau cười, Lâm Di có hơi không nữa. Lão phu nhân nhánh cả nắm lấy tay của Lâm Di, con à, đừng đánh để bản thân chịu thiệt thòi. Lâm Dịch nở nụ cười, người đừng lo lắng, con sẽ không làm chuyện mà mình phải ủy khuất. Lúc này lão phu nhân nhánh cả mới gật đầu. Buổi tối chu thập cửu trở về, Lâm Di mặc áo khoác lông mỗng màu vàng ngồi đọc sách dưới ngọn đèn nhỏ. Dưới ánh đèn hơi vàng, vẻ mặt của Lâm Di cực kỳ dịu dàng. Chu thập cửu thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Lâm Di nói, đồ ăn vẫn còn nóng, để phòng bếp chuẩn bị một bát mì thịt băm cho quận vương ra. Không cần, Chu thập cửu nói, bên nhiệt hà có mấy vị quan đến, mọi người đã ăn cùng nhau rồi. Lâm Di khẽ giật mình, quan viên của nhiệt hà đến, đống đồ thống cũng đến rồi. Chu thập cửu gật đầu, Lâm Di càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình. Quận vương gia nói có liên quan đến việc triển khai phòng ngự, lẽ nào Đông đô thống muốn tiến cử quan chức đến kinh thành? Chu thập Cửu nói, là hoàng thượng chọn người. Lần này một số quan chức ở bên người Đồng Trường Mậu đã lập được công, hoàng thượng triệu hồi người vào kinh để sử dụng. Lâm Di nói, bên nha môn gọi quận vương gia đến là muốn đưa người vào trong quân danh của quận vương gia sao? Chu thập Cửu nói, chính xác, tuy rằng thánh chỉ vẫn chưa ban xuống, nhưng hiện tại các quan viên đã tiết lộ tin tức trước. Đồng trường mậu biết chuyện của Trương Phong Tử, nếu không sẽ không tiếp cận từng bước như thế này. Chính là để cho quận vương gia biết được, nếu quận vương gia gây bất lợi với ông ta, ông ta cũng sẽ ra tay. Dù sao đồng gia mấy đời làm võ tướng cũng có căn cơ để làm thể. Huống hồ mặc dù hoàng thượng nổi giận với thục phi nương nương và ngũ vương gia nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng đồng trường mậu chu thập cừu cười thâm thủy ánh mắt trong veo người ở bên cạnh của đồng trường mậu đến trong hộ quận doanh để làm phó chính là muốn giám sát lời nói và hành động của ta lâm di lo lắng chu thập cừu nắm lấy tay lâm di nói hộ quân doanh thuộc về đại chu không phải của chu nguyên triệt ta nếu ông ta muốn thì cứ lấy đi nhưng đây là quân quyền cứ như vậy để người ta lấy đi chẳng phải là hữu danh vô thực sao nghĩ đến đây Lâm dịch đột nhiên hiểu ra, hãng quá hóa rỡ. Quân quyền nắm trong tay quá nhiều sẽ phòng, nhất là vào thời điểm này. Chu thập cửu cười nói, đồng gia vốn đã dễ làm người khác chú ý. Thế ra võ tướng trong chiều không phải chỉ một họ của ông ta, hiện tại ông ta lớn mạnh cũng không phải chuyện sống. Lâm di cụp mắt, lỡ may hoàng thượng thật sự tin tưởng đồng trường mầu. Nếu đồng gia tiếp tục như vậy thì ai có thể kiềm chế được nữa? hành động của đồng trường mậu ở nhiệt hà là vì ngũ vương gia với thanh thể lúc này của ngũ vương gia trong và ngoài triều đình đồng gia lại vươn tay vào kinh thành với ngũ vương gia chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh sao đây là mối nguy hiểm lớn nhất không ai có thể nhìn thấy được kết cục cuối cùng chu thập cửu mở mắt ánh mắt sáng ngời nếu do êm sóng lặng sẽ không có người nghĩ quân cờ này của chúng ta quan trọng lúc này chỉ có thể thông qua người khác mới có thể nâng thân phận của mình lên được. Hóa ra là như thế, đối thủ càng mạnh thì bản thân càng phải cẩn thận, trân trọng từng quân cờ, không thể đi sai một bước. Lâm Di xoay người thổi đèn, Chu Thập Cửu đỡ Lâm Di nằm xuống, bên trong màn có mùi hương ấm áp làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Di suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi, "Quận vương gia có biết lưu thừa lệ?" Chu Thập Cửu nói: vốn dĩ là một ngoại quan, nhưng năm nay ông ta đã được điều vào kinh. Gần đây rất được sự tín nhiệm của Hoàng thượng, từ bên ngoài điều vào kinh, một vòng luồn quần lớn như vậy, chẳng qua là để cho người ta biết không có kết bè lập đảng, không phải có dựa vào nhị vương gia, cũng không dựa vào ngũ vương gia. Chu thập cử trầm giọng nói, Lưu Thừa Lệ làm việc ồn trọng, có quan hệ với nhà mẹ đẻ của Tam Vương Phi, nhưng không sâu sắc. Chính vì như vậy mới không bị người ta nghi ngờ, lúc này mới có thể được trọng dụng. Nước đi này sắp xếp thật lâu mới có kết quả, không có sự tiến cử của phụ thân, làm sao có lưu thừa lệ xuất hiện đúng lúc như thế. Nàng có thể hiểu được cảm xúc của phụ thân lúc này, chức quan liều mạng để giành lấy lúc này lại dâng lên cho người khác. Lâm di biểu môi, ta đã thuyết phục phụ thân nhân cơ hội này từ quan. Nguyễn Nguyên, chu thập cửu nắm lấy tay Lâm di, tin tưởng ta, ta sẽ tranh được kết quả tốt nhất. Nếu nàng không tin thì cũng sẽ không đi thuyết phục phụ thân của mình, phủ Quảng Bình hầu sẽ được bình yên chính là điều nàng mong muốn. Lâm Di cúi đầu nói, ta tin, trong lúc không biết gì, nàng đã buông bỏ được mối hận trong lòng, nhắm mắt nghiêng về phía trước sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn, không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Nàng nên vứt bỏ quá khứ, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng một lần. Cho dù thật sự là sai nàng cũng nên cho bản thân một cơ hội như vậy, cho Chu Thập Cửu một cơ hội. Vì ông trời đã sắp xếp như thế, nàng nên buông bỏ quá khứ và toàn tâm toàn ý sống đời này cho tốt. Quảng Bình hầu ốm nặng phải từ chức để tĩnh dưỡng, Hoàng thượng đã nhiều lần tìm cách giữ lại, cuối cùng cũng chuẩn tấu. Tuy rằng toàn bộ sự việc đã sớm bại lộ những hiện tại vẫn gây ra phong ba không hề nhỏ. Hoàng thượng bổ nhiệm Lưu Thừa Lệ tiếp nhận chức vụ trưởng viện lục khoa của Đô Sát Viện Quảng Bình Hầu. Sau khi hạ chỉ, đã có lão ngự sử che tay áo khóc lóc thảm thiết, vậy là triều đình lại thiếu một vị quan liêm khiết. Trong lúc nhất thời phủ Quảng Bình Hầu đông như chảy hội. Nhưng chỉ náo nhiệt được hai ngày, phủ Quảng Bình Hầu lại vắng vẻ trở lại. Nhị phòng trần gia giống như đang xem một vở kịch lớn, nhị lão phu nhân đồng thị ngồi trong buồng lò sưởi vấn về thủ trong tay. Năm đó lão tam dắt theo vợ con vào kinh báo cáo công việc, sự việc như mới xảy ra vậy. Từ quan một phương trở thành Quảng Bình Hầu, tại trở thành trường viện tục khoa tứ phẩm, giờ đột nhiên tại từ quan. Bà ta đang nói thì thở dài, thảo nào người ta nói vinh hoa phú quý đều là gió thoảng mây bay. Nhị thái thái điền thị tự rót trà đưa cho nhị lão phu nhân đồng thị. Đích Tôn đã sớm động căn cơ, có thể giữ được tước vị đã không dễ. Làm sao có thể trải qua được sự dày vò như tam thúc? Nhị lão phu nhân đồng thị uống một ngụm trà, lão tam không có phần cảm quan, cúc hắn còn nhỏ, lão thái gia đã từng xem qua cho hắn. chương 312, Cạnh tranh Nhị thái thái điền thị nói, vẫn là mẫu thân nhìn xa trông rộng, người ở bên kia chỉ được lúc nhất thời chứ không thành tài được. Hiện tại cửu lão gia đã vào kinh, hoàng thượng ban thưởng yến tiệc, ai có thể làm được chứ? Đều là nhân lúc hoàng thượng bệnh nặng mà lập công, nhưng kết quả lại là một trời một vực. Tam thúc quả thực không biết cách làm quan. Mấy câu nói này của Điền thị đã nói đúng nỗi lòng của nhị lão phu nhân Đồng thị, mọi phiền muộn trong hai năm qua đều bị xóa sạch hết cả. Vì tước vị, hai huynh đệ lão đại và lão nhị làm loạn, đặc biệt là vợ của lão đại chỉ cần ở chung một chỗ là muốn nói đến chuyện của lão Tam, làm cho cả gia đình không được sống yên ổn. Hai người đang nói chuyện thì, ảo phu nhân đồng ra vào cửa, ngồi ở phòng trong, nhìn nhị lão phu nhân đồng thị cười nói, người nói xem là thế nào đây, Tam Thúc cứ vậy mà từ chức. Tam Thúc mới bao nhiêu tuổi, đầu thế rảnh rỗi. Dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác này từ trước đến nay không thay đổi, nhị phu nhân đồng nhị nhìn đại thái thái một chút, không sợ người khác sẽ nghe được. Sợ cái gì, đại thái thái cười, ở đây quy củ chặt chẽ, không ai dám nói bừa. Nhị thái thái điển thị muốn cười, bàn đến uốn lưỡi nói càn thì không ai có thể sánh được với đại thái thái. Người nói, đại thái thái không kìm được, sau khi con mắt đảo loạn một vòng thì mở miệng, tốt xấu gì trần ra chúng ta cũng ở vị trí cao, hiện tại tam đệ đã lui rồi, không phải cũng nên đến phiên người khác sao? lão gia như thế nào cũng là trường tử nhị phòng, người đừng quên hắn. Thật sự là da mặt dày, cái gì cũng có thể nói được. Nhị thái thái điền thị không tỏ thái độ gì, cầm chén trà bên cạnh lên uống, nhị lão thái thái đồng thì cũng không nói chuyện. Đại thái thái đồng thị cười nói, người xem cữu cữu đến đây một chuyện cũng không dễ gì, lão gia cũng đã hỏi qua có thể đến nhà ngồi không, không thể suốt ngày bận việc nước được. Gần sang năm mới, mọi người ở cùng nhau mới vui vẻ. Thật ra là muốn cựu cữu giúp đỡ, nhị thái thái điền thị cười nói, đại tẩu nói có lý. Đại thái thái đồng thị cười nói, con đã cho người đưa thư cho Lâm huyền để cô ra cũng đến. Trấn Quốc công gia cũng đi con đường võ tướng, Nguyễn Quảng Hẳn là có thể nói chuyện trước mặt cữu lão gia. đồng thị nghĩ đến điều này, khóe miệng cong lên. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn, dù sao Lâm Huyền cũng đã sinh con gái, Đúng là Lâm Phương ngày ngày ăn chay niệm Phật, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Đại Thái Thái Đồng Thị đi ra từ trong phòng nhị lão phu nhân, Trầm Hương ở bên cạnh đi lên nhắc nhở, cửu Thái Thái phải ma ma đến, nói là muốn nhị Thái Thái giúp đỡ thu xếp hôn sự của đại gia. Quả nhiên à nhìn thấy nhị Thái Thái Điền Thị vội vàng đi, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Điền Thị, Đồng Thị cắn chặt môi. Làm sao à lại quên mất chuyện này chứ? trầm hương nói nhỏ thái thái nên sớm sắp xếp đi thì hơn đại thái thái đồng thị trở về phòng với đầy tâm sự trần doãn ninh ở trong phòng khẽ ngâm nga nhìn thấy đồng thị vội vàng bước tới thế nào rồi mẫu thân nói gì đồng thị giận tái mặt ném khăn tay vào phòng trong trần doãn ninh vội vàng đi theo đồng thị ngồi một hồi lâu mới nói muộn rồi nhị phòng đã qua lại với cửu thái thái rồi bả vai của Trần Doãn Ninh lập tức sụp xuống, chuyện này. Sẽ không nhanh như vậy chứ. Đồng thỏ nhướng mày giận dữ đợi ông nghĩ đến, dám cũng lạnh rồi. Ông nhìn xem nhà này nào có vị trí con trường như ông chứ. Nói đến đây nước mắt ả à rơi xuống. Mẫu thân quá bất công. Nhị thúc đã nở mày nở mặt như vậy, vậy mà vẫn còn giúp đỡ bọn hắn. Đừng nóng vội, Trần Doãn Ninh càng chán nản hơn khi nhìn thấy nước mắt của đồng Thỉ ta đi hỏi thăm nhiều hơn một chút, lần này sẽ không để bọn chúng được lợi như thế. Lâm Di ngồi trên giường mềm mại nhìn quất hồng đút hai chú mèo con trắng tinh ăn. Linh lung cười nói, tránh xa một chút, đừng làm loạn khiến quận Vương Phi bị thương. Hồ đào trốn ở xa xa, trịnh thất tiểu thư cũng là. Cái gì không tốt cũng đưa đến chỗ này, chỗ chúng ta còn có một con cáo trắng mà quận Vương ra bắt được nữa. Lâm Di nhìn hai con mèo con mũm mĩm cực kỳ đáng yêu. Lúc này cùng mama vào cửa, dọa hai nhóc con sợ hãi co rụt lại. Cùng mama nói, nếu mới đến, đừng nuôi ở trong phòng của quận vương gia, kẻo đêm đêm lại kêu, vẫn nên để chỗ bạch thược hoặc quất hồng đi. Mọi người nói đùa mấy câu, quất hồng đưa mèo nhỏ ra ngoài. Cùng mama tiến lên nhìn hai chân xương tấy của Lâm Di, vì sao lại nặng như vậy? Mấy ngày nay chân tay nàng bỗng sưng phù lên, đi lại cũng thấy khó khăn, không đi giày được nữa. Quần áo hai dây rộng rãi chuẩn bị trước đó cũng không mặc được. Bạch Thược và Hồ Đào xoa bóp chân một đêm, chân Lâm Di mới đỡ. Lâm Di nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều nên đã tốt hơn rất nhiều. Cùng Mama nhìn kỹ một lần nữa mới yên tâm, thấy xung quanh không có người nào khác thì thì thào, nhị phòng trần gia đã đến dò hỏi xem bên chúng ta có động tĩnh gì. Nô tỳ đã hạ ảnh xuống, nửa chữ cũng không được nói ra. Như thế này là tốt nhất, giấu đầu lòi đuôi, nhị phòng trần gia bên kia sẽ cảm giác trong này có chuyện gì. Dù sao thì phó cố vấn bên người chu thập cửu đã đối hai người, mà người đổi là quan viên đến từ nhiệt hà, đương nhiên phải đề phòng nhà họ đồng bằng mọi cách. Để cho đại thái thái đồng thị biết được, chuyện của đồng trường mẫu đủ để khang quận vương sợ hãi. Lâm Di phân phó với cùng ma ma, cho người chọn lễ vật tặng cho Trần Nhị Lão Phu Nhân, ta mang thai, Nhị Lão Phu Nhân còn đưa Ngọc Kỳ Lân cho ta. Càng thể hiện sự yếu kém thì càng chứng tỏ miếng mỡ đồng ra thật sự rất lớn. Mối bất hòa giữa huynh đệ bên đó là do phân chia không đồng đều. Giờ nhìn thấy miếng thịt như vậy thì không có lý do gì mà không tranh đoạt. Lâm Di nhìn cùng mama, chọn xong bà vú chưa? Cùng mama nói, có người đáng tin cậy, mấy ngày nữa có thể vào phủ để quận vương phi nhìn qua. Nàng luôn cảm thấy yên tâm khi cùng mama làm việc. Hai người đang nói chuyện thì nghe nha hoàn ở bên ngoài nói, quận vương gia đã về. Lâm Di ngước mắt, Chu Thập Cửu đi vào phòng. Vẻ mặt Chu Thập Cửu âm trầm hơn ngày thường rất nhiều, Lâm Di thấy thế lòng chợt run lên. Chu thập cửu tiến lên vài bước, Thái hậu nương nương đang bệnh nặng, Hoàng thượng vội vàng đến từ Ninh Cung. Tất cả ngày của Thái y viện đều túc trực ở trong cung. Động tĩnh lớn như vậy có thể thấy tình hình của Thái hậu nương nương rất tệ. Chu thập cửu to lắng nhìn bụng của Lâm Di, ta hỏi thăm một chút, nói không chừng chỉ qua hai ngày nữa. Nếu Thái hậu không xong, tất cả các phu nhân đều phải vào cung, cho dù nàng có thai cũng không chắc không phải đi quan trọng nhất chính là tình hình trong cung sẽ có thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 313, khóc tang. Lâm Di ngồi dậy, bên kia nói thế nào? Thay quần áo xong phải tới nha môn sao? Chu Thập Cửu gật đầu, ta để hai phó tham lĩnh mới nhậm chức đi tuần trước, ta ăn cơm cùng nàng xong mới đi. Lâm Di hơi thả lỏng nhìn Chu Thập Cửu, vốn đang nói chuyện về một việc rất căng thẳng, mà nàng lại cảm thấy cười chu thập cửu rất biết dùng người tham lĩnh mới nhậm chức đi làm việc chắc chắn sẽ không dám lơ là giao việc cho bọn họ làm lại rất ôn thỏa lâm di nói trong phủ làm bánh hoa quế bánh vừng hoa cúc còn sai người trưng nước sơn trà nữa chu thập cửu ngồi trên giường nhỡ đâu nàng cũng phải vào cung thì làm sao bây giờ quận vương gia cứ yên tâm lâm di khẽ nói với tình hình bây giờ của ta chắc chắn các nữ quan sẽ chiếu cố với lại năm ngoái thái hậu nương nương đã bị một trận bệnh nặng nói không chừng lần này sẽ chuyển biến tốt cũng nên nàng cố tình nói nhẹ đi để chấn an chàng chu thập cửu tháo giày cho lâm di nhìn đôi chân đã bị sưng lên của nàng mấy người quất hồng thấy thế thì cúi đầu chậm rãi cui ra ngoài đã đỡ nhiều rồi lâm di đỏ mặt muốn rút chân về chu thập cửu khẽ mỉm cười khiến gương mặt càng thêm tuấn tú duỗi bàn tay thon dài ra chậm rãi xoa bóp chân cho Lâm Di, ngự y nói xoa bóp nhiều sẽ đỡ hơn. Lâm Di không ăn chu thập cửu được, liền an tâm tựa vào ngực chu thập cửu. Lâm Di đang định bảo hạ nhân dọn cơm lên thì thấy Quất Hồng đi vào phòng. Quất Hồng hành lễ rồi bẩm báo, phụ tá ở tiền viện đến tìm, mời quận vương ra đi một chuyến, nói là phủ quốc cữu gia đưa tin tới chỉ sợ là chuyện có liên quan đến bệnh tình của Thái hậu nương nương, Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu bình tĩnh nói, ta đi qua xem có chuyện gì, nàng cử bảo hạ nhân dọn cơm trước đi. Lâm Di đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng trong hầu hạ Chu Thập Cửu thay đồ, lại bảo nha hoàn bưng nước lên cho Chu Thập Cửu rửa tay, lúc này mới tiến chàng ra ngoài. Lúc này quốc cữu gia cho người báo tin, đã nói rõ sự tín nhiệm của quốc cữu gia đối với Chu Thập Cửu. Thái hậu nương nương thích ngũ vương gia, khoảng thời gian này chủ tính rất nhiều cho ngũ vương gia, thái độ của quốc cữu gia lại vẫn mập mờ không rõ. Cẩn thận nghĩ lại thì thể hiện thái độ như thế cũng có đạo lý, quốc cữu gia là thân thích bên ngoài mà vẫn có thể bình an nhiều năm như vậy, chính là bởi vì quốc cữu là người rất thông minh. Quốc cữu gia đã trải qua chuyện tân quân đăng cơ, nên biết được mặt lợi và mặt hại trong chuyện này toàn bộ hy vọng của nhà quốc cửu gia không thể đều đặt ở trên người ngũ vương gia. quốc cửu gia âm thầm nâng đỡ tam vương gia tương lai bất kể là tam vương gia hay là ngũ vương gia đăng cơ, cả nhà quốc cửu gia đều có thể đứng vững. nhưng lâm di vẫn không hiểu lắm, mặc dù làm vậy cũng ổn thỏa, nhưng cũng sẽ phải gánh vác nguy hiểm rất lớn. tại sao quốc cửu gia lại làm như vậy? lâm di đang nghĩ ngợi, một bà tử từ tiền viện vội vàng tới báo quận vương gia nhận được tin tức, thái hậu nương nương hoàng thế rồi. Quất hồng đang bừng trà tới, nghe bà tử nói vậy cũng ngần người ngơ ngác. Từ giờ đến lúc trong cung chính thức báo tang còn khoảng mấy canh giờ, sáng sớm ngày mai tất cả mệnh phụ đều phải vào cung khóc tang, lâm di bảo quất hồng, gọi cùng ma ma tới đây. Quất hồng dạ một tiếng rồi đặt tách trà trong tay xuống đi ra ngoài, một lúc sau cùng ma ma đi vào phòng. Lâm Di nói sơ qua mọi chuyện, tối nay mama ở lại phủ đi. Cũng mama nói, để Bạch Thược làm luôn một đôi bao đầu gối, đệm công dày chút. Ngày mai quận Vương Phi vào cung không thể thiếu việc phải quỳ lại. Lâm Di gật đầu, đây đều là việc nhỏ, chủ yếu là phải chuẩn bị quần áo mặc cúc vào cung. Sau khi vào cung cười nói cũng không được sơ suất, còn phải khéo léo hỏi thăm được một chút tin tức nữa. Chu thập cửu quay lại, hai vợ chồng dùng cơm tối xong, đang ở trong phòng nói chuyện thì người trong cung đã đến báo tang. Mọi nhà trong kinh thành đều treo đèn lồng trắng. Ngày hôm sau cửa cung vừa mở ra, các mệnh phụ mặc tang phục đã vào cung khóc tang, văn võ bá quan cũng vào cung từ sáng sớm. Lâm Di xuống kiệu ở bên ngoài từ Ninh Cung, hiến quận Vương Phi và Tưởng thì lập tức tiến lên đón, hai người một trái một phải đỡ lấy Lâm Di, theo thái giám dẫn đường đi dâng hương, sau đó quy trong đại điện vừa đến canh giờ khóc tang, tiếng khóc đã vang lên khắp cả cung điện. Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, hiến quận Vương Phi đi tới đỡ Lâm Di, cũng đủ rồi đó, muội cứ nói thân thế khó chịu. Nữ quan bên người Hoàng hậu nương nương ở bên kia, ta đi qua nói một tiếng. Bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, cấp bậc lễ nghĩa đã đủ chu đáo, cũng không cần phải liều mạng làm gì, Lâm Di khẽ gật đầu. Lúc này tưởng thị đỡ lấy Lâm Di, Lâm Di giả bộ chóng mặt tựa vào người tưởng thị, xung quanh lập tức ồn ào, khang quận Vương Phi ngất rồi. Hiến quận Vương Phi vội vàng đi bẩm báo, nữ quan bên người hoàng hậu nương nương vội vàng đến xem. Bụng đã lớn như vậy, khó trách cảm thấy không thoải mái. Bên tải vang lên giọng nói quen thuộc, Lâm Di ngừng đầu lên, khá bất ngờ khi nhìn thấy đại thái thái nhà quốc cữu gia, Phạm Thị. Thái hậu nương nương hoàng thể, quốc cứu gia nghe tin cũng đau buồn đến mức bị bệnh ở nhà toàn bộ phủ quốc cữu gia loạn hết cả lên ốc còn không mang nổi mình ốc không ngờ vẫn còn để ý tới nàng lâm di hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt vân không thể hiện điều gì hơi nhíu mày cảm kích nhìn phạm thị một cái phạm thị cầm khăn tay lau đôi mắt đã sưng đỏ giúp tường thị đỡ lâm di khẽ nói bên tay lâm di thấy mệt ở đâu hay là để ta cho người đi mời ngự y tới xem cho quận vương phi nhé Tưởng thị vội tiếp lời, thai khí quận Vương Phi không tốt, có lẽ là do khóc lâu. Phạm thị nghe vậy thì nói, trước đỡ sang điện phụ nghỉ ngơi đã, không nên gắng gượng thêm. Tưởng thì cũng cảm thấy có lý, quả thật bây giờ Lâm Di không thể gắng gượng thêm được nữa, liền cùng Phạm thị đỡ Lâm Di sang điện phụ. Thái giám ở phía trước dẫn đường, Lâm Di vừa bước vào, đã thấy có người từ đối diện đi tới. Các nữ quyền đều mặc đồ tang, nên cũng hơi khó phân biệt. Lúc đi đến trước mặt Lâm Di mới nhận ra là nữ quyền nhà mẹ đẻ Thục Phi Nương Nương, một người là chính thê của huynh trưởng Thục Phi Nương Nương Chu Phu Nhân, một vị khác là vợ của thứ huynh Chu Nhị Thái Thái. Phạm Thị tiến lên chào hỏi, Chu Phu Nhân và Chu Nhị Thái Thái chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, rồi vội vàng rời đi, ngay cả Lâm Di và Tường thì cũng không nói được câu nào. Người bên nhà mẹ đẻ của Thục Phi Nương Nương kêu căng như thế, ngay cả nữ quyền nhà quốc cữu gia đều không coi ra gì. Lúc này Lâm Di đã hiểu, nhà quốc cữu gia phải mạo hiểm nâng đỡ Tam Vương gia là có nguyên nhân. Chỉ cần Thái hậu nương nương không còn nữa, nhà quốc cữu gia sẽ suy sụp, nếu ngũ vương gia đăng cơ, thì ngoại thích chính là nhà mẹ đẻ của thục phi nương nương. Cho dù là nhà quốc cữu gia ủng hộ thì cũng có được bao nhiêu chỗ tốt trong việc này chứ, nhưng tam vương gia tại khác, mẹ đẻ rất thân không cao quý. Bên người không có nhiều người có thể tin được, một khi đăng cơ sẽ trọng dụng những công thần ủng hộ mình. Lâm Di cấy tại tinh thần, nhìn sang Phạm thị ở bên cạnh. Chương 314: Giúp đỡ. Phạm thị cũng không thèm để ý đối với sự lãnh đảng của người Chu gia, hiển nhiên là đã quen với việc này rồi. Tưởng thị và Phạm thị đỡ Lâm Di nằm xuống giường đệm, Hiến Quận Vương phi và nữ quan bên cạnh hoàng hậu cũng chạy tới. Vị nữ quan kia tiến lên phía trước nói hoàng hậu nương nương dặn dò khang quận vương phi yên tâm nghỉ ngơi ở điện phụ một lát nữa sẽ có ngày đến bắt mạch cho quận vương phi lâm di tạ ơn hoàng hậu nương nương lúc này nữ quan mới lùi xuống phạm thị nói nơi này yên tĩnh mỗi cứ nghỉ ngơi trước đứa bé trong bụng là quan trọng nhất nói xong phạm thị khẽ gật đầu với lâm di vẻ mặt cẩn thận lo lắng nhắc nhở lâm di phải cẩn thận nhiều hơn Hiến quận Vương Phi nói, không quân Vương Phi đã có chúng ta chiếu cố. Vừa nãy trước lúc đi vào ta nhìn thấy chu lão phu nhân khóc rất thương tâm, tỉ mau qua đó khuyên nhủ đi. Phạm Thị thở dài, lại quan tâm Lâm Di vài câu mới quay người rời khỏi điện phủ. Kỳ lạ thật, tưởng thị nhỏ giọng nói, sao hôm nay tự nhiên chu đại thái thái lại thân thiện như vậy. Lúc trước bởi vì phù Quảng Bình Hầu bị xếp vào phe bè cánh của Hoàng Hậu, nên nhà quốc cữu ra ít nhiều cũng thể hiện thái độ muốn tránh hiểm nghi. Bây giờ cha đã từ quan, nhà quốc cứu gia cũng không nhất thiết phải tránh né nữa, ngược lại còn muốn lôi kéo chu thập cửu. Vừa rồi Phạm Thị nhắc nhở nàng làm việc cẩn thận, chính là dặn nàng nói ít, trong cung nhớ giữ khoảng cách với hoàng hậu nương nương. Từ khi biết được quốc cữu gia và chu thập cửu muốn lợi dụng hoàng hậu nương nương để đối phó với thục phi nương nương, từ đó có lợi cho tam vương gia, Lâm Di bất chi bất giác lại phòng bị hơn đối với nhà quốc cữu gia, không còn hài hòa như trước. Có lẽ là do nàng mang thai, cho nên cũng trở nên nhạy cảm hơn, sự phân chia trong lòng càng thêm rõ ràng. Kiếp trước nhà quốc cữu gia tỏ ra chưa từng tranh quyền, đối xử mọi người ôn hòa, nhưng vào thời điểm mấu chốt lại cướp xe ngựa của tưởng gia để chạy trốn. Kiếp này cũng thế, ngay thời điểm bọn họ cầu tới cửa, nhà quốc cửu gia đã muốn lợi dụng phù quảng bình hầu. Điểm làm cho người cười chê nhất chính là, vì lợi ích gia tộc, ngay cả thái hậu nương nương cũng có thể lợi dụng. Không từ thủ đoạn giống hệt nhà lâm chính thanh, chẳng qua là thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Một lúc sau ngự y tới bắt mạch, ngự y xem kỹ mạch tượng, khom người nói, quận vương phi là thai khí bất ổn mới dẫn đến mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể chuyển biến tốt đẹp nữ quan đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương, hiền quận vương phi và tưởng thị ở lại cùng lâm di nghỉ ngơi bên trong. Tưởng thị bưng nước cho lâm di uống, lát nữa chắc là sẽ để cho muội được ra khỏi cung trước, mấy ngày khóc tang sau có lẽ cũng sẽ được miễn. Lâm di gật đầu, nếu không phải vì kết quả này, nàng cũng không cần diễn vừa kịch này. Hiến quận vương phi khẽ nói, bầu không khí ở tiền điện có hơi kỳ lạ. Nhà mẹ đẻ của thục Phi nương nương nãy giờ vẫn đang nói chuyện với người bên cạnh, tất cả mọi người đang hỏi về chứng bệnh của Thái hậu nương nương. Tưởng thị nhìn thoáng qua bên ngoài. Công nhân đều ở tiền điện chờ phục vụ, trong điện phụ chỉ có hai tiểu thái giám đứng ở ngoài cửa. Tang sự của Thái hậu nương nương vừa mới được xử lý, lúc này đã có người nhịn không được hành động rồi. Dù sao ở trong cung mọi người cũng không tiện nói quá nhiều nhưng chỉ cần nhìn thái độ của những người bên nhà mẹ đẻ thuộc phi tiền hiu. Những chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc lập thái tử. Mấy người đang ngồi, hai nữ quan vén rèm lên đi vào, tiếp theo là thái giám mặc quân phục lục phẩm. Lâm Di nhìn thấy tình hình như vậy, vội vàng nắm lấy tay tưởng thị ngồi dậy, hiến quận Vương Phi cũng hiểu được đỡ Lâm Di cùng nhau quỳ xuống hành lễ, Hoàng hậu nương nương bước vào phòng. Nữ quan đỡ Hoàng hậu nương nương ngồi xuống, Gương mặt hoàng hậu hơi tiều tụy, giọng hơi khàn khàn. Bà dịu dàng nói, "Đứng lên đi." Vừa dứt lời, hai nữ quan đi tới đỡ Lâm Di dậy, để Lâm Di ngồi xuống ghế nệm. Tưởng thị và Hiến quận vương phi cũng ngồi xuống. Hoàng hậu nhìn Lâm Di, "Thân thể sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?" Lâm Di muốn đứng dậy trả lời, hoàng hậu lại vươn tay ra ngăn cản, "Người nặng nề, cứ ngồi nói đi." Lúc này Lâm Di mới trả lời, đã đỡ hơn nhiều rồi à? Hoàng hậu thở dài, theo lý, lúc này ngươi không cần phải vào cung, chỉ là thái hậu nương nương hoàng thệ các ngươi nên tận hiếu đạo. Giọng bà hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn nén lại được. Lâm di kính cẩn nói, thiếp thân mệt mỏi khiến hoàng hậu nương nương phải phiền lòng rồi. Hoàng hậu nói, nghe nói thẩm nương bệnh nặng, đã đỡ hơn chút nào chưa? Nhắc đến chu lão phu nhân, đây là muốn hỏi việc nhà của phủ khang quận vương. Tường thị và Hiến quận vương phi nhìn nhau. Lâm Di cẩn thận trả lời, đã uống thuốc của thái y viện. Có chút khởi sắc, cái gọi là khởi sắc, những người ở đây đều có thể hiểu được ý nghĩa là gì. Chu lão phu nhân vì chuyện Chu Nguyễn Cảnh hối lộ tông nhân phủ, Tín thân vương suýt chút nữa vì chuyện này mà mất chức quan, chân gia đã lan truyền chuyện này đi khắp mọi nơi, chân gia giữ lại được thanh danh. Gần đây chân gia lại thuận lợi kết được mấy chuyện hôn nhân tốt hôn sự của tôn thất doanh lại không thuận lợi, nếu kết thân với võ tướng còn khá tốt. Có mấy tông thất muốn làm thông gia với thư hương môn đề, hôn sự lại chậm chạp chưa định ra. Tranh thủ lúc hoàng hậu uống trà, tường thị và hiến quận vương phi đứng dậy cáo lui. Trong điện phụ không còn người ngoài nữa, hoàng hậu đặt tách trà trong tay xuống. Nhìn lâm di, chuyện của Quảng Bình Hậu ta đã nghe nói rồi. Bây giờ phù Quảng Bình Hậu vẫn ổn chứ? Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn thấy trong mắt hoàng hậu là sự ân cần, bất giác cảm thấy thân thiết, kính cẩn trả lời, vẫn ổn À. Hoàng hậu không thể tham dự vào chuyện triều chính, ở trong cung có thể hỏi ra lời như vậy, đã thể hiện bà rất lo lắng trần gia. Hoàng hậu khẽ cười với Lâm Di, ánh mắt rơi vào trên phần bụng hơi nhô ra của Lâm Di, lúc bản cung mang thai Hoàng Nhi cũng chạc tuổi người, nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, mẹ con bình an mới là quan trọng nhất lời nói này rất chân thành thân thiết, khiến người ta nghe xong thấy ấm áp. Chuyện của tôn thất doanh hoàng hậu nương nương biết rất rõ ràng, ý của hoàng hậu nương nương là dặn nàng lấy đại cục làm trong. Có lẽ là nhớ lại bản thân lúc còn trẻ, hoàng hậu hơi thất thần, nhưng đảo mắt một cái đã khôi phục lại như bình thường, dịu dàng nhìn lâm di, khang quận vương phi thông minh, tính tình hài hòa, tuổi không lớn lắm đã có thể trưởng quản toàn bộ phủ khang quận vương đúng là không dễ dàng gì hoàng thượng đã từng nói đến quảng bình hầu trước mặt bản cung nói quảng bình hầu là bề tôi chính trực khó được vừa truyền chủ đề nụ cười lại sâu hơn một chút khang quận vương phi lại không hề giống nữ tử xuất thân quyền quý mà giống xuất từ thư hương môn đề khiêm tốn cung kính bình tĩnh nhã nhặn rất tốt phải biết nói nhiều tất có chỗ nói sai cẩn thận chặt chẽ mới là tốt. Lâm Di chợt hiểu ra, hoàng hậu nương nương nhắc đến cha mình, rồi tự nhiên lại truyền tới trên người nàng, thật ra là đang muốn nhắc nhở nàng, nói cho chú ý nói năng cử chỉ, ít nói chuyện, nói nhiều tất nói hơ. Khiêm tốn, cung kính, bình tĩnh, nhã nhặn cũng không phải đang khen nàng, mà là đang nhắc nhở cha nên làm thế nào để vượt qua được chuyện này. Lâm Di vừa cung kính vừa cảm kích nhìn về phía Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu tán thưởng gật đầu, thân thể người khó chịu, mấy ngày sau cũng không cần phải vào cung nữa. Lâm Di đứng dậy tạ ơn Hoàng hậu. Hoàng hậu dịu dàng nhìn Lâm Di, một lúc sau mới nói, người rất giống với một người em họ của bản cung, chỉ có điều số mệnh nàng không tốt, gả cho một kẻ vong ân bội nghĩa, thành thân chưa được mấy ngày đã mất, bản cung nghe nói trong nhà người rất hòa thuận đây là điều khó có được nhất, biết bao nhiêu người cầu mà không cầu được. Không biết tại sao tự nhiên Lâm Di lại nhớ lại tình cảnh kiếp trước lúc cha mình bị giam trong mục, mẫu thân qua đời ở trước mặt nàng, cho nên lời nói của Hoàng hậu nương nương nàng có thể hiểu được. Hoàng hậu nương nương hơi dừng một chút, bức tranh mỹ nữ bắt bướm ngươi dâng lên lúc ăn tết thiêu rất đẹp. Bức tranh mỹ nữ bắt bướm là do một tài từ của tiền triều vẽ lại dáng vẻ người vợ yêu quý của mình, hai con bướm bay phía trước cô gái tươi cười cầm cây quạt bổ nhào tới muốn bắt hai tay áo bổng bềnh giống hệt như một con bướm đang muốn bay lên bên trong sự dịu dàng là cảm giác tự do thoải mái không câu nể chẳng qua là lâm di cảm thấy bức tranh này rất độc đáo không ngờ hoàng hậu nương nương lại thích nó như vậy hoàng hậu nương nương quanh năm suốt tháng phải sống nơi cầm cung không được hoàng thượng sủng ái nữ nhân hậu cung lục đục tranh đấu những tình cảm mà người bên ngoài dễ dàng có được, nhưng đối với hoàng hậu lại rất khó. Hoàng hậu nương nương đoan trang phất nhẹ tay. Lâm Di hành lễ rồi được nữ quan dẫn đường lui xuống. Từ trong điện phụ đi ra, nữ quan khẽ nói, bên ngoài Từ Ninh cũng đã chuẩn bị sẵn kiệu rồi. Lâm Di đáp một tiếng, cảm ơn nữ quan. Tưởng thị đi lên đỡ Lâm Di, đưa nàng ra khỏi Từ Ninh cung. Phạm Thị nói hay là ta bầm báo với Hoàng hậu nương nương một tiếng, để ta đưa Khang quận Vương Phi về. Lâm Di nhìn Phạm Thị bằng ánh mắt cảm kích, có thể ngồi kiệu đến thẳng cửa cung, gia nhận đã chờ sẵn ở ngoài cửa cung rồi, không dám làm phiền mấy vị phu nhân, bây giờ tế bái Thái hậu nương nương mới là chuyện quan trọng. Tưởng Thị và Phạm Thị đỡ Lâm Di lên kiểu, lại có hai nữ quan một thái giám đi theo hầu hạ Lâm Di ra khỏi cung rồi đỡ nàng lên xe ngựa. Lầm gì ngồi lên nệm trên xe ngựa, cùng Mama vội vàng lấy canh nóng ra. Quận Vương gia mới đưa tới, nói là chắc cũng đã sắp đến lúc Quận Vương phi ra khỏi cung rồi. Nô tỳ còn sợ sẽ bị nguội mất, bây giờ vừa vặn vẫn đủ ẩm. Chu Thập Cửu cũng ở trong cung bái tế Thái hậu nương nương, khó khăn lắm mới chuồn được ra ngoài mua canh và cao nhung hưu. Khoảng thời gian này Chu Thập Cửu vẫn luôn chăm sóc nàng rất tốt. Uống hết một chén canh ấm áp, lại ăn một miếng cao nhung hưu, Lâm Di nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, cùng mama bảo phu xe đánh xe đi. Quất Hồng đưa lò sưởi tới, Lâm Di lắc đầu, thời tiết càng ngày càng ấm áp, nàng cũng thấy hơi nóng, lúc trước thì lò sưởi không rời tay, bây giờ đụng một cái là đã muốn vã mồ hôi, đi ngang qua phủ Quảng Bình Hầu, dìu ta vào mồi một chút. Hiếm khi mới đi ra ngoài một lần, đi đại lộ phía Tây là có thể đi ngang qua phủ Quảng Bình Hầu nàng muốn tiện đường trở về một chuyện. cùng mama trần trừ sức khỏe của quận vương phi có ổn không? thai càng lúc càng lớn hơn, thân thể của nàng cũng đã ổn hơn nhiều. lâm di gật đầu, không sao đâu. mama cử bảo phu xe dừng lại trước phủ là được. lúc này cùng mama mới đồng ý, lại gọi bà tử đi theo sau xe. Người đi tới phủ quảng bình hậu bẩm báo trước đi. bà tử chạy đi trước, lâm di thở phào một hơi nhẹ nhõm nhắm mắt lại tựa ở trên nệm nhớ lại những lời hoàng hậu nương nương nói xe ngựa dừng lại cũng ma ma vén rèm xe lên lâm di xuống xe đã thấy hiệu đặt sẵn ở trước cửa tiểu tiêu thị co lắng ở trong cung đã mệt mỏi nửa ngày sao con không trở về nghỉ ngơi đi lâm di vừa ngồi lên kiệu vừa an ủi tiểu tiêu thị mẹ cứ yên tâm đi con không sao đâu kiệu được nâng đến thẳng phòng của lão thái thái nhánh cả lão thái thái nhánh cả nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đúng là hồ nháo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 315, yên lòng. Lâm Di ngồi trên giường, Bạch Ma Ma vội sai nha hoàn cầm tựa lưng đến, lão thái thái nhánh cả bảo Lâm Di ngồi ở phản gỗ bên cạnh, chỗ này ấm này. Lâm Di đành phải thuận theo ý của lão thái thái nhánh cả mà nằm xuống. Trên người Lâm Di vẫn còn mặc đồ tang, nhìn hơi gai mắt lão thái thái nhánh cả hỏi trong cung thế nào rồi cũng may không làm khó con cho con được xuất cung sớm thế này theo lễ nghi đại chu mệnh phụ nhà ngoại phải chờ sau giờ thân giờ giờ chiều mới được xuất cung mệnh phụ bên nội thì phải khóc đến khi trời sáng lâm di đáp là hoàng hậu nương nương đặc biệt ân chuẩn xuất cung cùng con còn có vài phụ nữ tôn thất mang thai khác lão thái thái nhánh cả gật đầu hoàng hậu nương nương vẫn luôn rộng lượng với người khác. Lâm Di ôm lò sưởi tay hoa linh lăng tím, nói điều mà hoàng hậu nương nương đã nói với nàng cho lão thái thái nhánh cả. Lão thái thái nhánh cả nhíu mày sai người đi gọi Trần Doãn Viễn. Trần Doãn Viễn đang ở thư phòng đọc sách, nghe tin thì thay quần áo rồi mới đến phòng của lão thái thái nhánh ca. Lão thái thái nhánh cả nhìn Lâm Di, Lâm Di nói lại lời hoàng hậu nương nương một lần, Trần Doãn Viễn kinh ngạc nhớ mày, giật mình nói, điều này. Sao Hoàng hậu nương nương lại biết được? Lão thay thay nhánh cả nhíu mày, nói như vậy con quả thật vẫn đang nhúng tay vào chuyện bên trong khoa đạo sao? Trần Doãn Viễn ngừng một lúc, cũng không tính là vậy. Người mới nhậm chức làm việc khác con, nên có mấy lão đại nhân tới cửa tìm con trò chuyện, mời con nghĩ biện pháp, con cũng không dám lắm miệng, chưa nói gì nhiều, chỉ nói chuyện phiếm rồi thôi nói chuyện phiếm mà truyền đến tận trong cung. Vừa nghĩ tiếp như vậy, Trần Doãn Viễn lập tức đổ mồ hôi lạnh, nói như vậy Hoàng thượng quả thật không tán đồng cách làm việc của con. Lâm Di nhìn Trần Doãn Viễn, chỉ sợ không chỉ là không tán đồng, nếu không sẽ không có tình trạng thế này, nếu Hoàng hậu nương nương làm như vậy, triều đình sẽ nói phụ thân già vừa bệnh để nghỉ hưu, nhưng vẫn nhúng tay vào việc của triều đình, những công lao trước đây của phụ thân chẳng những không còn mà còn bị dáng tội đua bỡn quyền hành lừa gạt quân thương lão thái thái nhánh cả suy nghĩ cẩn thận xem ra bây giờ nhà ta chỉ có thể đóng chặt cổng lớn thì mới có thể tránh được tai họa đóng chặt cổng lớn cũng chưa chắc có thể trốn được lâm di nhìn lão thái thái nhánh cả không bằng tổ mẫu cùng phụ thân trở về tộc một truyền cũng tiện để dưỡng bệnh cho phụ thân qua mấy tháng nữa trong kinh yên ổn hơn người và phụ thân lại trở về Quảng Bình hầu không ở trong kinh, người xung quanh cũng không thể nói gì nữa. Lão thay thay nhánh cả suy nghĩ kỹ càng, Lâm Di nói cũng có lý, chỉ là bây giờ Lâm Di đang mang thai. Bà đi như vậy cũng không yên tâm được. Lâm Di nói, mọi chuyện đều có nặng nhẹ, nói cho cùng thì vẫn là suy nghĩ cho tương lai. Ý của Hoàng hậu nương nương cũng là để phụ thân tạm thời bất ức để bảo toàn. Lão thay thay nhánh cả thở dài, sắc mặt hơi trầm, cũng được, ta lớn tuổi không tiện quay về nữa. Nói rồi nhìn tiểu tiêu thị, con đi cùng nó về huyện Tam Hà tĩnh dưỡng cho tốt. Lâm Di biết tổ mẫu lo lắng cho nàng, vẫn muốn khuyên tiếp. Bộ xương già này ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất, trong kinh cũng phải có người trông coi, các con tự đi đi, bát tỷ bèn giao cho ta. Tiểu tiêu thị nhìn Trần Doãn Viễn, mặc dù bà không bỏ con lại được, nhưng lúc này tại muốn lấy lão ra làm chồng. Trần Doãn Viễn đồng ý, con nghe lời mẫu thân. Thu dọn một chút hai hôm nữa lập tức đi. Không cần đợi thêm nữa, lão Thái thay nhánh cả mắt lời Trần Doãn Viễn, sai người chuẩn bị xe ngựa, sáng ngày mai lập tức xuất kinh, bây giờ con không giữ chức quan, cho dù đi đâu cũng tiện. Trần Doãn Viễn hơi trần trừ, có phải hơi gấp hay không? Lão Thái thay nhánh cả dương mắt, nhà chúng ta có thể bình an vô sự, con đã nên cảm thấy may mắn rồi. Mấy ngày trước Khang quận vương bảo con nghỉ hưu con còn thấy âm ức, bây giờ đã hiểu được chưa? Không phải con hành sự không đúng, mà là có người đã sớm chờ để hại con. Bà vai Trần Doãn Viễn lập tức trùng xuống, con nghe lời mẫu thân. Lão thay thay nhánh cả đáp, đã như vậy, sai người đưa thư về trong tộc, ngày mai liền lên đường về Thông Châu. Trần Doãn Viễn dù không cam lòng nhưng lại không thể là gì, đành cúi đầu suy nghĩ lâm di nhìn xung quanh theo con gái thấy lần này phụ thân rời kinh là việc tốt nào có triều đại nào thiếu được môn quan bây giờ trong khoa đạo không ai dám nói gì cũng tốt trái lại có thể chứng minh việc phụ thân thẳng thắn can dám là đáng ngưỡng mộ nếu không phải thế thì hoàng hậu nương nương cũng đã không nhắc nhở nàng trần doãn viễn nhìn về phía lâm di lâm di gật đầu nở nụ cười nhẹ nhõm hiện giờ cục diện chính trị bất ổn chính là lúc cần môn quan phụ thân tránh mũi nhọn cũng là vì tương lai, đạo lý không phá đi thì không xây cái mới được mà người ta thường nói chính là điều này. Bầu không khí đang một ngạt trong phòng bỗng chốc được phá tan, lão thái thai nhánh cả nhìn Lâm Di. Lâm Di nói, người tin con gái đi mà. Mặc dù nghe Lâm Di nói vậy tâm trạng Trần Doãn Viễn cũng thả lỏng hơn, nhưng ông vẫn cảm thấy rời kinh như vậy có hơi vội vàng. Trần Doãn Viễn tới thư phòng thu dọn đồ đạc, Tiểu Tiêu thị phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lão Thay Thay nhánh cả ngồi nói chuyện với Lâm Di, mấy ngày trước con còn lo lắng thế, thế mà hai ngày nay lại suy nghĩ thâu đáo. Lâm Di hé miệng cười, bây giờ nhà mình đã tốt hơn nhiều so với lúc mới từ Phúc Ninh vào Kinh, khi đó nhị phòng tính toán chúng ta từng bước, vậy mà chúng ta đều không thua, bây giờ lại càng chẳng sợ bọn họ. Đồng gia luôn cẩn thận từng ly từng tí chờ cơ hội được thăng quan tiến chức bây giờ Hoàng thượng triệu kiến đồng trường mậu, tại sắp xếp tướng lính bên người đồng trường mậu ở hộ quân doanh. Đây là muốn thăm dò xem đồng trường mậu có đáng để tín nhiệm hay không. Đồng gia hưng thịnh như quả cầu cửa, như hoa trên gấm, nếu không cẩn thận cũng chi là phồn hoa trong nháy mắt mà thôi. Đồng gia lại không hiểu được rằng đứng càng cao thì lại càng phải chú ý cẩn thận, như đang dẫm trên băng mỏng, như vậy thì trước mắt chính là lúc tốt nhất để chúng ta phản kích nếu hoàng thượng tín nhiệm đồng trường mậu thì sao không trực tiếp điều ông ta vào cung đảm nhiệm chức cử môn đề đốc mà lại dùng người bên cạnh đồng trường mậu trước chứ lão thái thai nhánh cả tán thưởng chỉ cần nhìn nhà ngoại của hoàng hậu nương nương thì sẽ biết làm quan phải cẩn thận không thể khiến hoàng thượng sinh lòng nghi kỳ chính là đạo lý này lâm di ăn cơm với lão thái thai nhánh cả rồi lên xe về phủ khang quận vương đến chiều hoàng hậu nương nương phải nội thị đưa keo dán sừng hưu thượng hạng tới lâm di bảo cùng mama đưa bạc tiễn nội thị xuất phủ lâm di cầm keo sừng hưu vàng lên chóp mũi người thơm hơn nhiều so với bình thường nàng ăn cùng mama cười nói vậy thì rất tốt nhà chúng ta có thể thu hết tiếp tục ăn từ bây giờ đến sau khi quận vương phi sinh thế tử vậy thì cơ thể quận vương phi sẽ khôi phục tốt có thể sớm mang thai lần thứ hai Thai này còn chưa sinh, cùng mama đã nghĩ đến thai tiếp rồi. Chờ Chu Thập Cửu trở về, Lâm Di kể sơ qua chuyện trong cung và phủ Quảng Bình hầu. "Hôm nay ta cũng mới nghe được một vài tin đồn, nhưng không rõ ràng bằng Hoàng hậu nương nương." "Đương nhiên rồi," Lâm Di rót nước cho Chu Thập Cửu, "Nếu nói là hiểu hoàng thượng thì ai có thể so với Hoàng hậu nương nương, người chung gối chung giường chứ." Chu Thập Cửu uống ngụm trà, mắt lấp lóe Khiến người ta không nhìn thấu, tình cảnh hiện tại của Hoàng hậu Nương Nương cũng không được tốt lắm. Thời khắc mấu chốt lại có thể nói những lời này với em, cũng là vì tín nhiệm em. Nghĩ đến điều này, Lâm Di thấy hơi ái náy. Hoàng hậu Nương Nương tín nhiệm nàng như vậy, nàng lại không một lòng đi theo đảng của Hoàng hậu. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, nhà ngoại của Thục Phi Nương Nương hoạt động khắp trong cung, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của nhà ngoại Thục Phi có phải hoàng thượng đã có quyết định với vị trí thái tử rồi không? Chu thập cửu đáp, hoàng thượng muốn lập nhị vương gia làm thái tử. Mắt lâm di dần giật, điều này giống với kiếp trước. Thái hậu nương nương nghe được chuyện này, ngay đêm đó liền tới cảnh nhân cung, chỉ trích hoàng hậu nương nương đảo loạn triều chính, hoàng hậu nương nương quỳ chọn hai canh giờ, hoàng thượng sai người đưa một bức tranh đến cho thái hậu nương nương, thái hậu nương nương bởi vậy mà tức đến bệnh lúc ở trong cung lâm gì không nghe được chuyện này, tranh gì vậy? Tiếng của Chu Thập Cửu nhẹ nhàng chậm rãi, là bức vẽ mẫu tử đồ được tiên hoàng sai họa sĩ trong cung về trước lúc lâm trung, tranh vẽ thái hậu nương nương nắm tay hoàng để lúc nhỏ. Lúc hoàng thượng vẫn chưa tự mình chấp chính, trong chiều từng chỉ trích thái hậu nương nương tham gia vào chính sự, lúc ấy các lão nghĩ biện pháp cho thái hậu nương nương, để thái hậu nương nương treo bức tranh này ở dưỡng tâm điện, từ đó về sau không còn ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Tiên Hoàng trước lúc Lâm Trung sai người vẽ bức tranh này là để nói với Thái Hậu Nương Nương, Hoàng thượng tuổi nhỏ cần có Thái Hậu Nương Nương phò tá. Tiên Hoàng đã an bài như vậy, ai còn dám lắm miệng, giờ đây Hoàng thượng đã tự mình chấp chính từ lâu. Bức tranh này ngược lại nhắc nhở Thái Hậu Nương Nương hãy buông tay, không thể tiếp tục tham gia vào chính sự. Cùng một bức tranh, lại có hai ý nghĩa tương phản. Tuy hoàng thượng không nói rõ, nhưng lại thay hoàng hậu nương nương minh oan, nhắc nhở thái hậu nương nương. Chẳng ngờ được thái hậu nương nương trong cơn tức lại hoàng, hoàng thượng chắc chắn hối hận không kịp, chuyện lập thái tử sẽ bị trì hoãn. Thục phi nương nương và ngũ vương gia muốn lợi dụng cơ hội này làm hoàng thượng hồi tâm truyền ý. Chu thập cửu kéo tay lâm di, nhạc phụ tư quan, ta từ trước đến nay chưa từng thể hiện lập trường, cho dù sự việc có phát triển thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, Chu Thập Cửu mới khuyên phụ thân từ quan. Việc Thái Hậu nương nương hoàng như một vòng xoáy khổng lồ, cuốn hết người hiển quý trong kinh vào trong, phủ Quảng Bình Hầu và phủ Khang quận Vương lại vô cùng yên bình, Lâm Di vẫn luôn nhàn nhã dưỡng thai đến tận cúc sắp sinh, trong phủ mới tại bận rộn. Cách ngày dự sinh một tháng, Lâm Di Tiền bắt đầu cảm thấy dưới eo căng trường khó chịu, đã mời bà đỡ đến phủ mấy cần mọi người cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi bé con trong bụng lâm di tại như không muốn ra ngoài yên tĩnh một cách kỳ lạ dù sao cũng chưa đến ngày dự sinh lâm di cũng không sốt ruột chẳng ngờ cúc này lại có người ngồi không yên tới tận của khóc náo phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn